Theo đó, kỳ thi lớp 10 năm học 2024 đến 2025 sẽ chính thức bắt đầu lúc 8 giờ khi thí sinh bước vào thời gian làm bài thi môn ngữ văn với thời lượng 120 phút. Về đề thi lớp 10 năm nay, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, thông tin thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục chủ trương biên soạn đề thi theo định hướng dạy và học gắn với phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, với từng môn thi. Ông Quốc nói đề thi sẽ không dừng ở việc kiểm tra kiến thức môn học thuần túy mà còn phải giải quyết yêu cầu về kiến thức gắn với các vấn đề thực tế cuộc sống. Qua đó, kiểm tra tư duy, năng lực vận dụng kiến thức của học sinh để giải quyết vấn đề thực tế đặt ra trong đề thi. Như vậy, kỳ thi này đòi hỏi học sinh không thể học tủ, học vẹt, học theo kiểu ghi nhớ máy móc. Riêng với môn thi Ngữ văn sáng nay, thành viên biên soạn đề thi cho biết, cấu trúc đề thi bao gồm 3 phần, đọc hiểu 3 điểm nghị luận xã hội 3 điểm và nghị luận văn học 4 điểm. Ở phần đọc hiểu, các văn bản được chọn có thể là văn bản nghị luận, văn bản thông tin, văn bản văn học, văn bản khoa học. Các câu hỏi được tổ chức theo các mức độ tư duy từ dễ đến khó, từ mức độ nhận biết, thông hiểu đến phân tích, suy luận và đánh giá, vận dụng. Trong các câu hỏi đọc hiểu có một câu hỏi về tiếng Việt. Với phần nghị luận văn học, thí sinh có thể lựa chọn một trong hai đề để làm bài. Trong đó, đề một yêu cầu học sinh phân tích, Cảm nhận một tác phẩm hoặc đoạn trích tác phẩm cụ thể có trong sách giáo khoa. Từ đó chỉ ra ảnh hưởng, tác động của tác phẩm đối với bản thân mình hoặc liên hệ đến tác phẩm khác, liên hệ thực tế cuộc sống để rút ra một vấn đề văn học hoặc cuộc sống. Đề 2 sẽ đặt ra một tình huống cụ thể và yêu cầu thí sinh sử dụng kiến thức, sự trải nghiệm trong quá trình đọc tự chọn tác phẩm đoạn trích để giải quyết tình huống ấy. Chiều nay, thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút thành viên hội đồng biên soạn môn tiếng Anh của Sở Giáo dục Đào tạo Thông tin về cấu trúc đề thi gồm 40 câu 0,25 điểm câu. Trong đó chủ yếu là nhận biết, thông hiểu, yêu cầu nâng cao chỉ chiếm từ 10 đến 15%. Đồng thời đề thi sẽ không chú trọng về ngữ pháp mà nghiêng nhiều về kỹ năng, từ vựng. Thông tin về công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại kỳ thi lớp 10 năm nay có 6 thí sinh bị tai nạn nhưng vẫn tham gia kỳ thi để hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại điểm thi có thí sinh bị tai nạn, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí các phòng riêng. Các phòng thi này đều bố trí camera và một cán bộ giáo viên chuyên không cùng môn thi thuộc trường khác ngoài quận coi thi, đồng thời có cán bộ y tế theo dõi. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tại mỗi điểm thi đều có bố trí nhân viên y tế trực và 3 phòng thi dự phòng. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, để tránh những sự cố trong quá trình thi, thí sinh cần lưu ý, tất cả các trường hợp có mặt tại cổng điểm thi chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi. Trong trường hợp thí sinh đến cổng điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định đủ điều kiện tham gia thi hay không. Nếu được đồng ý cho phép thi, cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi và cho làm bài theo thời gian còn lại. Tất cả các trường hợp đến trễ mà được phép dự thi thì vẫn nộp bài theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian là bài, đối với bài thi tự luận, sau khi đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có tổng số thí sinh tham dự là 98.681 em, trong đó thí sinh đăng ký xét 3 nguyện vọng thường là 98.681, đăng ký xét nguyện vọng chuyên là 7.622. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 158 điểm thi, trong đó có 11 điểm thi chuyên với 4.334 phòng thi. Tính đến ngày 4 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 1.328 thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Để tránh những rủi ro ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi hay vi phạm quy chế thi, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi bao gồm bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy chì, ê kè, thước vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ. Atlas Địa lý Việt Nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác. Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi các vật dụng bao gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin, thu phát sóng thông tin, ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để ra lận trong quá trình làm bài thi. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay và nhiều hơn 7.000 thí sinh so với một thi trước. Đây cũng là kỳ thi được đánh giá là khó khăn nhất khi toàn tỉnh chỉ có hơn 36.000 chỉ tiêu vào các trường công lập và sẽ có khoảng 8.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển ở kỳ thi này. Trong đó thành phố Vinh, đô lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai và một số huyện sát với địa bàn là thành phố Vinh là Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cờ Lò là những địa phương có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Trước kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phải đồng loạt tăng lớp, tăng chỉ tiêu ở hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh để giảm áp lực cho các thí sinh dự thi. Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ thư ký ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Trong đó trưởng ban là đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban thường trực là đồng chí Thái Văn Thành, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An đã điều động hơn 6.200 người làm công tác thi, trong đó có hơn 4.400 người làm công tác giám thị, bao gồm giáo viên bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tỉnh Nghệ An đã thành lập 4 đoàn thanh tra lưu động để kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả các hội đồng thi. Trong những ngày qua, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã được các địa phương và các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc tại huyện Thanh Trương, với đặc thù của một huyện có đến 7 điểm thi với hơn 3.500 thí sinh, nhiều điểm thí sinh phải qua sông, qua đò. Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng cùng vào cuộc để tham gia tổ chức kỳ thi với tinh thần trách nhiệm cao. Trong những ngày thi, không để mất điện ở các điểm thi, không để ùn tắc giao thông tại các điểm như là rú ngược, cầu treo sông răng, làm ảnh hưởng đến lịch thi và việc đi lại của thí sinh ngoài ra huyện cũng đã làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị thi công trên địa bàn yêu cầu trong hai ngày thi vào giờ cao điểm ngừng thi công để các phương tiện lưu thông bình thường ngày hôm nay lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã sớm có mặt tại các tuyến đường để phân luồng giao thông đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi lực lượng thanh niên tình nguyện ở các điểm thi cũng đã sẵn sàng để hỗ trợ các thí sinh và người nhà thí sinh trong buổi trưa hôm nay, các điểm thi tại trường Trung học phổ thông Kỳ Sơn sẽ có hàng trăm suất cơm miễn phí để hỗ trợ cho các thí sinh và người nhà thí sinh ở xa về dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 6 với 3 môn thi gồm Ngữ văn, Toán, thi theo hình thức tự luận và Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm. Kết quả của kỳ thi sẽ được sử dụng để xét tuyển vào lớp 10 và là một trong những căn cứ để xét tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục hiện hành 2006. Từ năm học tới, học sinh sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo kế hoạch, đúng 8 giờ sáng nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 6 tháng 6 thi môn Toán với thời gian làm bài là 120 phút. Sáng ngày 4 tháng 6, các thí sinh của thành phố Hải Phòng làm bài thi môn đầu tiên ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Trong kỳ thi này, Hải Phòng có 25.671 thí sinh dự thi đại trà tại 44 hội đồng coi thi với tổng số là 1.064 phòng thi. Số thí sinh dự thi chuyên là 2.078 tại 2 hội đồng coi thi với tổng số là 183 phòng thi. Có ba thí sinh gặp khó khăn về vấn đề về sức khỏe tham dự kỳ thi tại phòng thi đặc biệt của trường Trung học phổ thông Thái phiên quận Ngô Quyền và trường Trung học phổ thông Hồng Bàng quận Hồng Bàng. Trong đó có một thí sinh vừa trải qua cuộc phẫu thuật xương, chưa thể ngồi nên được bố trí giường y tế riêng để làm bài thi. Một thí sinh có triệu chứng hay ngất do thiếu oxy cần được hỗ trợ thường xuyên về y tế. Một thí sinh vừa mổ ruột thừa vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của thành phố diễn ra trong 2 ngày là ngày 4 và ngày 5 tháng 6. Sáng ngày 4 tháng 6, thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút và chiều cùng ngày thi ngoại ngữ, thời gian làm bài là 60 phút. Sáng ngày 5 tháng 6, thí sinh thi môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút.